Xin chào quý vị và các bạn. Đứng trước ống kính của chúng ta đây là những cái tác phẩm triệu đô la. Này, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn top 3 tác phẩm triệu đô la. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua. Đầu tiên, tác phẩm của Cửu Long Tọa Sơn của nhà vườn Lộc Phú Quý. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn top 3 cây đắt nhất Việt Nam thuộc vào trong top toàn những tác phẩm tính bằng triệu đô la. Được triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Rất dày, từ chì đến răm. Tiếp đến là một cái tác phẩm Phù Đồng Thiên Vương. Tác phẩm Phù Đồng Thiên Vương của chủ nhân Nguyễn Trọng Trường, Hải Dương. Các bạn thấy những cái tác phẩm này sao ạ? Tác phẩm này được triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc của thành phố Bắc Ninh. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn một tác phẩm Não Mai Đại Thọ cũng của anh Nguyễn Trọng Trường, Hải Dương. Ở trong video này tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bộ 3 tác phẩm đặt thuộc vào lại tốt nhất của Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thưởng thức. Đây là 3 tác phẩm bộ 3. Đây là top 3 tác phẩm đắt nhất Việt Nam tại bây giờ.